Bây giờ bắt đầu cái ngữ lục của thiền sư Thần Hội ở Hà Trạch. Hà Trạch là cái chùa. Trước hết là phần giới thiệu sơ lược. Bữa hôm rồi chúng ta đã đọc tiểu sử của Ngài, bây giờ nói sơ lược thêm về sự truyền bá của Ngài. Đời Đường, sách vở Thiền Tông do Đường Thần Hội, gọi là Đường Thần Hội vì Ngài Thần Hội sống trong đời Đường ở Trung Quốc, gom lại thành một quyển. Sau khi Lục Tổ Huệ Năng tịch 19 năm, nhằm niên hiệu khai nguyên năm thứ 18, chữ khai nguyên năm thứ 18 mà có chỗ khác thì nói năm thứ 8, thành nó cũng hơi khó xử cho tôi. Thì tôi cũng để nếu năm thứ 18 là năm 732 dương lịch. Thần hội lên phương Bắc, kinh đô Lạc Dương, mở đầu Tuyên Dương Nam Tông Huệ Năng là Thiền Tông Chánh Thống. Ngài cùng với Bắc Tông đương thời là Sùng Viễn biện luận triển khai tà chánh đúng sai của Thiền Tông Nam Bắc, hết sức công kích Bắc Tông, chẳng phải Thiền Tông Chánh Thống. Chỗ này là một cái đoạn nó rất quan trọng, bởi vì Lục Tổ Huệ Năng sau khi được y bát của Ngũ Tổ thì Ngũ Tổ dạy đi về phương Nam, ở trong hội ở Quỳnh Mai thì có Ngài Thần Tú, Ngài cũng là một giáo thọ sư quan trọng ở trong đó. Cho nên Ngài ở phương Bắc, sau khi Ngũ Tổ tịch thầy Ngài về phương Bắc, Ngài truyền bá, cho nên gọi là Bắc Tông. Bắc Tông với Nam Tông này căn cứ vào Thiền Tông mà đặt, chứ không phải Bắc Tông Nam Tông như bây giờ. Như vậy thì đệ tử của Tổ Huệ Năng là Ngài Thần Hội, đệ tử của Ngài Thần Tú là Sùng Viễn. Đó. Sùng Viễn thì nằm ở bên cái hệ của Ngài Thần Hội, ngó Ngài Thần Tú. Như vậy thì hai cái hệ nó khác nhau, cho nên các ngài lúc đó mới tranh luận cho ra vẻ bên nào là Nam, bên nào là Bắc, và ra vẻ bên nào Nam Bắc rồi thì mới biết ai là chánh thống Thiền Tông, ai là phụ thuộc Thiền Tông thôi. Thì bây giờ tôi không cần nói dài, chỉ căn cứ vào hai cái bài kệ của hai ngài thì quý vị thấy bên kia diễn tả bốn câu kệ và bên này phản bác lại nó rõ ràng. Như vậy thì bốn câu kệ Ngài Thần Tú làm sao? Thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như minh cảnh đài. Thì quý vị thấy thân Bồ Đề, tâm minh cảnh, phải không? Đó là cái dụ. Nhưng mà Bồ Đề Thọ, minh cảnh đài, minh cảnh là gương sáng, đài phải có đài mới có gương sáng, là hai, phải không? Đó. Rồi thời thời cần phất thức, vật sử nhã trần ai, thì cái gương và bụi, phải không? Phải chùi bụi cho gương nó sáng. Thì như vậy là còn đối đãi, tu còn hai. Quý vị thấy rõ chưa? Cho nên Lục Tổ ngược lại: Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, phá hết cái hai, bản lai vô nhất vật. Cái đó xưa nay nó không dính một việc gì hết. Hà sứ nhã từng ai, cái gì phải lau bụi bặm. Đó, thì phủi sạch hết. Còn bên kia còn đối đãi, mà còn đối đãi tức là còn tiệm. Còn hai thì còn có pháp và còn có cái bệnh. Bên này là thuốc, bên này là bệnh, hai, phải không? Mà còn hai thì còn thấy thiệt. Thấy thiệt bệnh, thấy thiệt thuốc mới dùng trị. Nó khác ở chỗ đó. Mà còn thiệt bệnh, thiệt thuốc thì trị, không phải là trật với giáo lý Phật, nhưng mà nó còn nằm trong cái đối đãi. Còn bên này, thấy thân này không thiệt, thấy tâm không thiệt,
thân không thiệt, tâm không thiệt. Thì thân không thiệt thì nói làm sao? Bồ đề bốn chữ thọ, nó là bồ đề, nó không cần có cây không? Nên cái thân này nó không phải là cái gốc của cái bồ đề. Rồi minh cảnh về phi đài, cái gương sáng là tự nó sáng, nhưng đâu phải đợi có đài mới sáng. Rồi phá cái chấp hai, mà không còn hai rồi nữa, thì xưa nay nó không có một vật. Thì cái tâm mà nãy giờ tôi nói với vị thấy, biết đó, cái thấy, cái nghe của mình đều là biết. Biết tức là tâm. Mà cái biết đó nó có tướng mạo gì không? Nó có nhiễm nhơ gì không? Chỉ thấy mà giấy niệm phân biệt mới có thương ghét. Nghe mà có cái niệm phân biệt thì mới có bằng lòng hay không bằng lòng. Còn nếu thấy nghe mà không có niệm đó thì tất cả nghe nó đều qua tai rồi mất, thấy qua mắt rồi mất. Thì như vậy có thấy có biết mà không có cái niệm để mà tạo ra cái nghiệp thương ghét. Như vậy thì còn có một cái gì đó thì nó còn dính mắc. Còn nếu mà không có một cái gì hết thì còn gì dính mắc. Mà không dính mắc thì chùi làm gì? Gương tự nó sáng khỏi cần lau bụi. Còn mình tại vì mình còn dính mắc cho nên bụi nó dính. Vì vậy mà mình thấy nó rõ ràng hai bên, nghĩa là cùng nói cái đạo lý na ná với nhau, nhưng mà nó khác nhau một cái chỗ. Một bên thì còn thấy có pháp, rồi có bệnh, dùng thuốc trị bệnh để trị bệnh. Thì tỷ dụ như nói rằng pháp lục độ. Lục độ là trị cái gì? Vô thí trị sang tham, rồi trì giới trị phá giới, rồi nhẫn nhục trị sân nhế, vân vân. Đại thừa nhưng cũng còn có pháp để đối trị, phải không? Mà có pháp đối trị thì pháp phải thật và bệnh phải thật, tức là thuốc thật thì bệnh phải thật chứ sao. Mà còn thấy hai bên cho nên gọi là tu tiệm. Tiệm là chỗ đó, đó. Từ từ gỡ lần lần. Mà bây giờ nói vậy thì quý vị nhớ, còn thấy mình thiệt, mà ai làm cái gì thiệt thòi chẳng thân này thì mình sao? Mình thương hay ghét? Nhất định thấy thiệt là phải bảo vệ. Đó. Bảo vệ cho nên còn thấy mình thiệt mà làm thiệt thòi cho cái mình này thì mình phải tranh đấu. Còn thấy cái tâm mình thiệt, cho nên ai đó không nhận những cái ý hay của mình, ý hay mà mình cho là hay đó, ai không nhận thì mình cũng không ưa. Thì như vậy, bởi còn thiệt cho nên muốn bỏ rất là khó. Bây giờ thấy thân thiệt, thấy cái tâm phải quấy mình thiệt, thì người ta chửi mình nhịn dễ hay khó? Thấy thiệt thì chửi nhịn không nổi đâu, phải không? Cho nên tu cay đắng. Và bây giờ tất cả thân tâm đều không thiệt, thì cái lời chửi là như gió bay, có gì phải nhẫn. Đó, quý vị thấy cái đốm giáo nó nằm ở chỗ đó đó. Nó là khi mình phá được cái lầm mê của mình rồi thì mọi cái mình cho qua hết sức là dễ dàng. Còn nếu còn một chút lầm mê thì mình dù mình tu, mình làm tất cả việc thiện, nhưng mà nó cũng khó khăn. Nó khó mà bỏ được cái cố chấp. Mà cái mà phải gỡ từng phần đó, đó gọi là tiệm giáo. Còn cái mà thấy một lần là xong hết đó, đó là đốn giáo. Rồi xong là tại vì mình thấy rõ thân này không thiệt, tâm này không thiệt, mà lại có một cái thật của mình hiện tiền. Thấy như vậy đó, cho nên bỏ cái không thiệt, sống cái thật, thì nó đơn giản, gần gũi làm sao. Phải không? Mà cái thật đó đã sẵn có, chứ không phải là ở đâu mới được tới. Như vậy thì mới thấy chúng ta là cái người ngu mê, bội bạc, đủ thứ hết. Phải không? Chính cái thật của mình mà phủi bỏ à. Không thèm nhớ. Nhớ cái tào lao ở đâu, ai mới dạy, mới huấn luyện đó. Rồi đem vô rồi lấy cái đó để mà phân chia, rồi cho là khôn, là giải nhau lùm xùm. Đó. Cái lẽ ôm sòm với nhau hết. Còn cái thật của mình thì nó hiện tiền rồi bỏ quên.
Bởi vậy nên sống cả ngày trong cái điên đảo, không có bao giờ an ổn được. Vậy đó, mà ráng tu kềm chế nó, đó là tiệm. Còn giờ thấy nó thật thì bỏ dễ ợt, nhẹ như là trở bàn tay thôi, nó không có gì hết. Bởi vậy mới thấm được cái câu hồi đầu thị ngạn, bên nay là quấy, bên nay là phải. Nếu bên nay mê, mình chuyển qua đây cái giác liền, có đâu, say mặt là được thấy liền. Bởi vậy tôi thí dụ, tôi nói rằng ban đêm nhà trong nhà này mở đèn sáng, có người đứng ở chỗ cửa, nếu họ ngó ra ngoài cửa, ngoài kia không đèn thì thấy sao? Thấy tối mù mịt. Họ xây lưng trở mặt lại thì sao? Thấy sáng. Thì có khó khăn gì? Chỉ một cái xoay lưng, thấy không? Xoay lưng hồi đầu đó, xoay đầu lại cái thì liền bờ giác, chứ có xa đâu. Bây giờ mình thấy thân này thiệt, thấy cái tâm sinh diệt đó là thiệt tâm mình, thì đó là vốn mình. Giờ xoay lại thấy thân này không thiệt, cái tâm sinh diệt đó là ảo, giác không thiệt, thì đó là giác. Rồi cái hiện tiền của mình, đương hiện tiền đó mới là chân thật. Như vậy đó là mình giác ngộ. Mà giác ngộ thì có tốn bao nhiêu tiền bạc gì đâu, thấy không? Không bắt đóng tôi nhiều tiền hết trơn, chỉ cần nghe cái chuyển cái được rồi, không có gì khó khăn hết. Mà không biết tại sao mà không chịu chuyển, khóc lên khóc xuống nhưng mà không chuyển, cứ vậy mà khổ, vô cùng là khổ. Đó. Như vậy thì cái thiền chánh thống của Ngài Thần Hội đó là chỉ thẳng, xoay lại là thật rồi, chứ không cần đối trị. Đó, cho nên bên kia đối trị, cho nên gọi là tiệm.